bố lý do kính bạch chư tôn hiền đức, kính thưa toàn thể quý phật tử, chúng nguyên ngày hội vọng vu lan bến giác chiều thu ánh đạo vàng, những ai là kẻ mang ơn nặng đều vận lòng thành đón vu lan. Mỗi năm cứ gần đến ngày trăng tròn tháng bảy âm lịch và cũng là cuối mùa hạ, bắt đầu sang thu, lá vàng rụng xuống, lá xanh mọc lên, bông hoa và lá bắt đầu chớm nở. Sau một mùa oi bức của cái nắng mùa hè, thời tiết thay đổi, lòng người cũng đổi thay để chuẩn bị đón lễ vu lan về. Đó là mùa báo ơn cha mẹ. Lễ vu lan đã truyền lại từ ngàn xưa, có đức thích kiền liên của mẹ, ngày thoát chốn địa ngục khổ sở mà suốt cả mấy nghìn đời đức Phật đã lấy đó làm gương để lại cho hàng Phật tử noi theo. Nhưng bây giờ ngày lễ vu lan không còn là một đặc thù riêng của người Phật tử mà là nghĩa vụ thiêng liêng cho tất cả mọi người, từ các thánh hiền đến các người thường dân. Đã là con người ai cũng có cha có mẹ sinh ra. Chính cha mẹ đã san sẻ một phần máu thịt để tạo nên hình hài của mọi người con. Tình thương của cha mẹ đối với con là thứ tình thương tuyệt vời, không bút nào tả xiết, không có bức tượng tình thương nào trên cõi đời này có thể so sánh được. Do đó, báo hiếu cha mẹ chính là nghĩa vụ cao quý, thiêng liêng nhất mà không nghĩa vụ nào bằng. Y lãnh phần chống chiên chỉ niên liều tròn xa lại, tại Phổ Thổ Đờ Trông Tị Tử Trông, bê chân với Sần Thông Đờ Tị Y. Mù chuyện đến chân trở, yếu yêu hồi đi dông Sần Thông Đờ Lị, phá xên mù chín chân trai trai tị y đờ sâu trội, ý sư sử dụng phá lý thủ sư chư mù chín, tàn sư mù chuyện đến chân trở tầm mơ trộ yế ủ phá, chư mù chín, chứ hào chấu trụ Phổ Thổ. Phổ Thổ cao su tha, bí sư chỉ hờ trông dân tờ, trông tờ lý lạng, dùng tha mần tờ sâu vệ, chứ bê, công tờ ý chỉ lại băng trụ lính tờ mù chín, bình dài chi yê sư ủ rư. Chê yếu, công sân trông tờ, công tờ, chi sư phụ mù, chí sên sư tờ phụ mù, chai nâng gâu, chô. Ý sư, mù chên lưỡng trung trở, trân trào Phổ Thổ đờ sô phạt, đờ phán phạt, chai sư đờ tham lờ mù chín, đờ chế thô. Hậu lại, đờ Phổ Tị Thú, chô truy sư xế xí trại, mỳ nền 7月15日, chủy bàn Ý Lạc Phần đờ phạm hội. Wǒ mén mèi gè rén dōu yǒu fù qín hān mǔ qín, shì fù de jīn, mǔ de xuè, shuò zài wǒ mén mèi gè hái zì de shēn xíng. Fù mǔ duì hái zì de ài shì wǔ fǎ xíng róng zhì mèi miào zhì ài, shì wǔ kě bǐ yù de, suò yǐ shào shūn fù mǔ shì zuì chōng gāo de, zuì shěn shèng de yì wǔ. Wǒ mén zài chǐ 办宜兰盆节的这一天，一同追思先祖，一念父母的恩情，不只是懂得滴水之恩，但永存申报的道理，还要时刻注意自己的言行秉持善心善言善行，学会的忏悔，做一个诸恶莫作 善重行的好人，慢慢累功，慢慢积功累德，使自己成为一个更善良、慈悲的人。kính bạch chư tôn đức, thưa toàn thể quý vị, với truyền thống tri ân và báo ân trong mùa Vu Lan báo hiếu, truyền thống ấy đã hài hòa một cách sâu sắc và tồn tại với truyền thống đạo đức ngàn đời của dân tộc. Trên tinh thần cao cả ấy, hôm nay bổn tự long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan với nhiều nghi thức phong phú nhằm dâng lên cúng dường tam bảo, báo đền ơn nghĩa tổ tiên và công ơn cao trọng của những đấng sinh thành. Đó chính là lý do của chương trình buổi lễ hôm nay. Trân trọng 诸位法师, 诸位善知识,
父母是我们世代生命的传承，象征人类一代一代的传承。因此，报父母恩是我们为子女的尽孝孝物，千年也不能改变。这种慎终追远、知恩报恩的精神，也就是一种饮水思源的意义。今天法林禅寺举办宜兰盆孝亲法会，佛弟子们借由此表达至诚的孝顺的心，以报答我们父母长养之爱之恩。这就是我们今天举办的法会的缘由。Nơi ngưng hiếu đức mục hiền linh, chúng con xin thành kính hát bài hiếu đạo dâng lên cúng dường chư tôn hiền đức cùng thầy. Nhớ sư đức mẹ hiền linh, nương thật nhờ tăng chúng cứu liền một thân, nay con sắm lễ sân Phật, kính nhờ tam bảo tự tâm chúng quyền. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Công cha nghĩa mẹ thật to lớn, uống nước nhớ nguồn là truyền thống quý báu của những người con đất Việt. Tri ân và báo hiếu là việc làm mà chúng tôi luôn đặt trên hàng đầu. Trên tinh thần quả kính đó, sáng nay 14 tháng 8 năm Nhâm Dần, đạo tràng chùa Pháp Lâm chúng tôi thành kính thiết lễ cúng dường trai tăng. Vào giây phút này, thời khắc kiết tường quý báu này, ngài đã an trú trong chánh niệm đối chức pháp thệ chư tôn hiền đức tăng ni. Chúng con xin kính dân vật phẩm cúng dường, kính xin quý ngài từ bi nạp thọ. Bao phu mẫu ân là Việt Nam vô lượng tự truyền thống, 知恩报恩必须首要做的事。因此，法林禅寺佛弟子们自诚举办共生会，因此请诸位法师慈悲接受我们佛弟子的供养，请法林禅寺护法代表献供养品。我们请法林禅寺护法代表献供养品、供养金。Yeah.
高兴由法林禅寺带领所有的出家法师接受大家的供养。啊，今天特别的欢喜，啊，来就法林净土来搞组织这个礼金刚，就大家供养金刚，để mà dâng cúng dường lên金刚。楼上刚刚恭送一两盆心，楼下则以父母恩重。难报心，
Và ở trên lầu 2, chư Phật tử là cũng đã tụng cái bộ kinh Vô Lan và kinh Báo Hiếu Phụ, kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu. 甚至在下午我们还有一场三时系列的法会。 À, vào chiều nay chúng ta còn có một cái thời là kinh tâm thời hệ niệm. 可见于共生这件事情是发扬佛陀供佛斋僧的文化。 À, cái này là cái cúng Phật này, đây là cũng là một cái văn hóa của chúng ta. 也是凸显 孝亲报恩的价值。啊，这个是来体现这个价值和这个报恩。尤其是我们越南的新住民在台湾这块土地生活十分不容易。啊，và đây cũng là một cái điều mà rất là khó được là Phật tử Việt Nam của chúng ta là có thể là ở tại trên nước đài này。除了要适应台湾的文化气候。还有很多工作、生活、婚姻的压力。À, ngoài cái việc mà để là thích ứng cho cái văn hóa và thời tiết ở đây, và còn có thể là rất là nhiều những cái áp lực ở trong cái công việc của mình. 但是清心寺因为有佛法、有信仰，可以借着这样的平台，让大家可以进化提升。À, nhưng mà nhờ có Phật pháp và nhờ có việc tu học này để giúp cho chúng ta tịnh hóa được thân tâm của chúng ta. 借着法林禅寺所举办的八关斋戒、共修或者佛学的课程，来提升我们自己。À, và thêm vào đó là chùa Pháp Lâm Thiền Tự đã tổ chức cái bát quan gia giới và những cái khóa học Phật pháp để giúp cho chúng ta nâng cao lên cái trình độ. 佛法唯信能入，唯智能度。啊，佛法của chúng ta là nhờ có tính thì chúng ta mới có thể là thâm nhập vào được và nhờ cái trí thì chúng ta mới có thể độ được. 也就是说，信仰是学佛的入场券，但是智慧才是让我们登彼岸的这把钥匙。啊，và cái việc học Phật cũng chúng ta là để giúp cho chúng ta làm sao chúng ta có thể là vượt qua được biển ngàn。在《阿弥陀经》曾经说，不可以少善根福德因缘。và trong kinh A Di Đà Phật đã nói rằng là chúng ta không thể nào mà thiếu được cái phước đức nhân duyên。今天就是借着供佛斋僧，倡导孝亲报恩的思想。À, ngày hôm nay là nương vào cái sự mà cúng Phật cúng tăng để mà thể hiện cho cái sự cái tâm hiếu của chúng ta. Rằng Hán truyền Phật giáo Việt Nam Phật giáo có thể hòa hợp giao dung. À, và làm sao để cho Phật giáo của Đài Loan và Việt Nam có thể là giao nhau được. 让我们在座不管男女老少都可以受到佛法的滋润。À, không cần biết là người trẻ hay già cũng có thể là nhờ được cái nguồn nước của Pháp để mà thấm nhuần cho gọi thấm cho chúng ta. 所谓斋僧功德出圣行，不变圣徒皆回向。À, và nhờ vào cái công đức cúng dường này để mà hồi hướng cái công đức này cho chúng ta. 借着今天斋僧的功德。Và tiếp vào đó là ngày hôm nay là chúng ta sẽ hồi hướng cái công đức cúng dường cha tăng này. Chúc phúc 所有信者、闻者、随喜者。Và cầu nguyện cho tất cả các vị có mặt ở đây hay là các vị nghe được hoặc là các vị tùy duyên. 都能蒙受佛法无上的利益。À, và cũng có thể là có thể đạt được một cái sự là lợi ích trong Phật trong giáo pháp. 加倍所与会大众。福慧增长，吉祥安康。và cầu chúc cho các vị được phước huệ tăng trưởng kiết tường như ý. 心想事成。à tâm tưởng à tâm tưởng bất thành, sự thành có nghĩa là mình cầu mong gì cũng được đó. 阿弥陀佛。A Di Đà Phật, chúng ta cho chào báo tay. Mình chỉ giờ chỉ ghi trong xin, để tư năng là viên mãn, của mình đã chia sẻ.我们的生活的却是依教奉行，感达回向。Hôm nay dự lễ Vu Lan, thương cha nhớ mẹ lệ tràn trong tim.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay đây dưới bóng mát của ngôi già lam pháp lâm yêu dấu, được sự hộ niệm của mười phương chư Phật, sự chứng minh của chư tôn thiền đức tăng ni, chúng con đã được tắm mình trong tình thương bao la rộng lớn và thấm đậm chất liệu ngọt ngào dỗ mát về công cha nghĩa mẹ. Trước thâm ân cao quý ấy, chúng con thành kính cảm niệm tri ân chư tôn thiền đức tăng ni đã không quản giảng lao khó nhọc, vì lòng thương tưởng đối với những người con thơ dại mà quý ngài đã quan lâm về đây để chứng minh cho buổi lễ. Sự hiện thân của quý ngài là một niềm vinh dự và phước báo lớn cho để hàng Phật tử chúng con làm tròn câu hiếu đạo trong mùa lễ hội Vu Lan. Chúng con xin niệm ơn đến chư vị khách quý cùng chư thiền nam tín nữ đã dành thời gian quý báu để trở về đây cùng chúng tôi để cùng cất cao tinh thần hiếu nghĩa. Cảm sẽ chư vị Pháp sư bài màn chư trông đi liền trần đơn chữ sân hội. Pháp sư đã trí bê ý chư hội, chư ý hồng phả chân phả, ý lị lợ chuyến sân, cho sang ta sư ý giang vì vô mến chơ ím. Đi tử mến duyên sôi đợ Pháp sư nụ lị đợ sư xín, sư phang, chú Phổ Phú Sa, gia bệ, chư vị Pháp sư phú sâu, mến tháng. 我们法会即将结束，但整个过程感动与喜悦会让我们永远记在心里。这次的法会我们已经历，若有未完善之道，恳请诸位法师、诸位信德大众多多包涵原谅。 我们法会已经圆满成功，在此请求佛光加倍，祝福大家吉祥如意，佛道有成，感恩。Như Phật, để cho cái kết thúc cái buổi lễ ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau để mà hát thêm một bài nữa để chúng ta tri ân chư tôn thiền đức ngày hôm nay quang lâm và cũng để tri ân chư vị ngày hôm nay hiện diện có mặt ở đây. Các vị đồng ý không? Giờ mình sẽ hát bài Hai Kính Sinh Thành và mời đội dân y lên chúng ta cùng nhau dẫn dắt để cho đại chúng cùng nhau hát bài là ơn nghĩa sinh thành. Đội dân y chúng ta mình nhanh chóng tiến lên để mà mình hát cái bài này. Các vị có đói bụng chưa? Mình gán tha chưa? Như vậy là mình có thể là các vị cùng nhau mình hát lên nha. Và chúng ta cho một tràng pháo tay lên để mà bên nhà chúng ta mở cái bài Hai Đứng ơn nghĩa sanh thành.